các bạn trong video này á, mình sẽ nói về cái cách các bạn để các bạn sửa cái tai nghe bluetooth bị mất nguồn nha các bạn ở nhà các bạn có chiếc tai nghe bluetooth này hoặc là có loại mà giống như cái tai nghe có dây bình thường nha các bạn của của apple á. cái đó là airpods nha các bạn ở đây á mình sẽ đi theo cái hướng mà cái, cái, cái cách sửa tai nghe bluetooth nha các bạn mất nguồn đó các bạn nó mất nguồn á là cái hiện tượng của nó là các bạn có thể cắm sạc cắm cái đốc sạc vô các bạn không vô nha nó không báo đèn hoặc là cái hoặc là nó vẫn báo đèn nha các bạn vẫn báo cái đèn chơi trong cái tay bluetooth vẫn báo nhưng mà bật nguồn không lên nha các bạn nó cũng là một trong hai cái hiện tượng mất nguồn nha các bạn mất nguồn nè mất nguồn ở đây mình sẽ liệt kê là hai hai hướng một là thứ nhất là do pin cái thứ hai là do phần sạc nha các bạn, phần sạc là mình sẽ không cả phần cái phần uh, cốc sạc, cái cốc sạc của các để mà sạc pin cho tai nghe bluetooth các bạn, thì uh, hiện nay thì mình uh, hay sử dụng các bạn, thứ nhất là cái cục sạc dự phòng nha các bạn, tại vì tai uh, nghe bluetooth đó là thiết bị uh, di động các bạn, các bạn có thể di chuyển được uh, nhiều, nhiều, nhiều mọi nơi á, nếu các bạn uh, có thể dùng cục sạc dự phòng này sạc pin cho tai nghe bluetooth được nha các bạn. Hoặc là các bạn nước nếu ở đâu có nguồn điện 220V đó, thì các bạn cứ dùng cục sạc thường nha các bạn. Cái này cốc sạc nha các bạn. Ở đây mình sẽ dùng cái cốc sạc mà dòng dòng lớn khoảng 2A nha các bạn. Sạc cho nó nhanh hơn các bạn. Đây là bộ nguồn của nó. Để mà sạc cho tai nghe, sạc pin cho cái tai nghe Bluetooth nha các bạn. Còn cái tiêu chuẩn ở đây á, hiện nay người ta hay sử dụng các bạn. Cái cáp sạc á, cáp sạc USB thì có hai loại một á, là cái cáp đa phần là phổ thông nhất nha các bạn phổ thông nhất là cái cáp cái cổng micro USB là cái có cáp micro USB này năm chân nha các bạn Nó này phổ thông dụng nhất nha còn đây trên thị trường nó xuất hiện cái loại AirPods các bạn, AirPods của Apple á. nó support cho cái thiết bị của Apple là hoặc là mấy cái máy mà Trung Quốc nhái các Trung Quốc nhái, app của Apple, sử dụng cái cái cáp Lightning nha các bạn, cái Lightning ở đây đó, mình không mình không có cái, cái, cái cục sạc của iPod nha các bạn, nhưng mà nó hình dáng của nó nó giống như vậy nè các bạn, cái này có một có, có hộp sạc, hộp sạc là bên trong á, bên trong nó có mở bật cái nắp ra, nó sẽ có hai cái tai hai cái tai nghe loa chá là loa là phải thì hai tay nghe giống như cái tay nghe mà có dây nha các bạn nhưng mà cái dây á nó bị cắt bỏ đi cắt bỏ cái dây dây mà nhét vào, nó thả vô á còn cái cái cổng sạc đó, cái cổng sạc là, lightning nha các bạn các bạn cắm vô khi mà cắm vô là đèn sáng nha các bạn bên trong bên trong cái cái hộp sạc này có pin luôn nha các bạn pin dung lượng đó mà sạc cho hai cái tai nghe hai cái tai nghe bên trên này nè hai tai nghe airpods nó giống như cái cục cái tai nghe có dây nha các bạn. Cái tai nghe có dây màu trắng á, nó như màu trắng đó. Nhưng mà cái phần dây các bạn, cái phần dây là bự cắt bỏ nha các bạn. Còn phía dưới cái tai nghe các bạn. Phía dưới tai nghe nó có cục nam châm hít nha các bạn. Ở bên trong này á, ở bên trong cái cục uh, hộp sạc này nè. Nó giống như cái này nữa các bạn. Nó có phần nam châm nha các bạn, cái nam châm của nó một cao à, phần á thì nó nằm trong đây nào à nằm trong cái hộp sạc này một phần á, nó dính vào tai nghe cái đồ phần đuôi tai nghe các bạn đó các bạn thả xuống một cái thả cái thả tai nghe này vô cái khe của nó là nó hết luôn các bạn Hít hết luôn nha bạn là nó hết như, như giống như vậy các bạn các bạn ví dụ ở trên này nè ở trong có cục 500 trăm nó hết vô là cái nó sẽ sạc pin cho 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 cái tai nghe nha, các bạn à, dính như rồi đa phần hiện nay các bạn có mấy cái tai nghe mà nó có cái hộp hộp sạc như thế này các bạn là cái cái phần tiếp xúc nha có hai năm trăm á thì nó gắn vô như, gắn vô được nha các bạn là nó hít, hít vô trong cái, cái, cái hộp sạc này nè cái tai nghe bên ngoài rồi đó, nó sẽ các bạn thả vô cái khe là nó hít vô hít vô là tiếp xúc khi các bạn khi mà thả vô là cái đèn này báo nha các bạn đèn bên trong cái hộp sạc này nè cái này gọi là hộp sạc nha các bạn nó sẽ báo đèn ha tại vì mình không có cầm theo cái cục sạc cái hộp sạc đó nên mình không có minh họa được cho các bạn nha ở đây mình sẽ nói cái cách hướng kiểm tra nha các bạn kiểm tra rồi sửa chữa tương tự nhau nha các bạn cho dù các bạn dùng một cái hộp sạc nè hộp sạc dành cho tai nghe bluetooth để sạc pin hoặc là các bạn dùng cái tai nghe bình thường nha các bạn cái tai nghe này nè thì cái cách kiểm tra y hệt như vậy cái mất nguồn thì nó có hai trường hợp thứ nhất là do pin pin lithium ion đó các bạn lithium ion là giống như cái pin sạc cục thèm điện thoại rộng quá cái pin của nó là 3,7V nha các bạn còn hai là phần sạc phần sạc này nó đa phần nó mình nói về sạc nha các bạn cái dắt sạc á cái dắt sạc là khi mà cấm giao vô á thì có nhiều nguyên nhân nha các bạn là dắt sạc còn cái cáp sạc USB đây là nó sẽ dùng một loại uh, micro USB nha các bạn trường hợp mà các bạn sạc nhiều quá các bạn cắm vô các bạn cắm sạc vô thì uh, nó sẽ lúc nha các bạn cái này nè cái giác sạc nó sẽ lỏng lỏng mà trừ khi các bạn cắm mạnh tay quá nó lúc lúc vô trong luôn là tất nhiên là sạc không được các bạn sạc không được gây mình từ là không sạc được nha các bạn cái trường hợp thứ hai á là trong quá trình sử dụng các bạn cái cắm sạc ra vô á nó không khích nha bạn nó lỏng ra nó cắm ra nó vô rất lỏng nên cái tia cái tiếp xúc với điện này nó không ăn nha bạn nó không báo đèn ha gây làn tử mất nguồn có cái trường hợp cũng pin hư nha bạn pin hư á là các bạn đo điện áp này trên pin là không có nha bạn mặc dù á cái tín hiệu vô vẫn có nhưng mà các bạn mở nguồn mở nguồn này nè mở nguồn tai nghe bluetooth này nó bật không lên nó không báo gì luôn nha các bạn cho dù các bạn cắm cái cáp USB vô để mà sạc, sạc pin cho cái tai nghe Bluetooth này nó vẫn báo đèn nha các bạn. Nhưng mà các bạn đỡ một hồi á, để khoảng ví dụ chừng nửa tiếng sau hoặc một tiếng sau các bạn rút ra, ở bật nguồn lên, nó vẫn không lên nha các bạn, không lên nguồn. Đây mình liệt kê là cái trường hợp mất nguồn nha các bạn. Cái đó cái này là trường hợp mất nguồn do pin ha. Còn cái gì mất nguồn cho phần sạc á thì mình sẽ đi từng chi tiết từng từng phần nha các bạn. Thứ nhất á, là mình kiểm tra phần sạc trước nha các bạn. ở đây trên tay mình là một cái tai nghe bluetooth đó mình đã tháo tháo buông ra rồi nha các bạn. thì các bạn kiểm tra là sao? cái cách này kiểm tra luôn cho với cái, cái, cái loại mà hộp có hộp sạc như ipod nha các bạn mất nguồn trên uh, cái uh, tai nghe airpod của apple á thì ở đây mình có hai đầu nha các bạn một đầu là micro usb một đầu là lightning nếu mà các bạn dùng uh, cái hộp sạc của Apple thì các bạn cắm vô cổng Lightning nha hoặc là cái, 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 mấy cái hộp sạc mà của Trung Quốc nhái của Apple các bạn thì dùng Lightning còn cái thì à, bình thường á, thì người ta sẽ dùng cái đầu đầu cáp micro USB 5 chân nha thì trước tiên á, các bạn kiểm tra cái, cái, cái này như mất nguồn đi mình ví dụ nha các bạn cắm vô cắm vô cái đèn cái các bạn thấy cái đèn led nè đèn led ở trên đây có đèn led nè các bạn nó phải báo nha các bạn, nó phải báo sáng là cái phần sạc mình kiểm tra từng phần nha các bạn. Một là phần sạc, hai là phần là phần mình kiểm tra thứ nhất phần sạc, phần sạc trước cái này phần pin. Thì các bạn cắm vô bắt buộc là cái đèn led phải sáng. Đèn led sáng á là chứng tỏ cái phần sạc nó nó khả năng nó tốt tốt nhiều hơn nha các bạn. Rồi thấy không? Cái đèn led nó nó sáng như vậy nè là chúng ta là cái sạc nó tốt nha bạn cái đường sạc á đường sạc à, vô 5V DC á nó vô IC sạc vô chắc sạc này các bạn là có điện áp đường áp sạc là nó ra là có rồi nha bạn 5V ha 5V DC đây là cái phần đầu tiên nha các bạn đây là kiểm tra các bạn kiểm tra sơ bộ kiểm tra nhanh cho mình đây cái này là phần sạc đó các bạn nhận diện các bạn cắm USB vô là cái phần sạc cái đèn 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 LED là phải sáng cho dù các bạn dùng hộp sạc này nè một cái hộp sạc hoặc là cái sạc bình thường cái tay nghe bình thường mà các bạn cắm sạc vô bắt buộc đèn này phải sáng trường hợp mà các bạn á mà cắm vô các bạn không thấy báo đèn luôn nha các bạn không thấy báo đèn cái đèn này không báo cắm vô các bạn không thấy báo đèn hoặc là các bạn cắm vô các bạn thấy lỏng quá là chắc chắn là cái giác sạc này có vấn đề thì các bạn phải kiểm kiểm tra cho mình cái giác sạc này nha mà trước tiên loại trừ là thì các bạn phải kiểm tra trước là cái cái cáp USB này nè cái cáp USB với cái, cái củ sạc hoặc là cái cái cục sạc dự phòng này nè các bạn là ok hết nha thì các bạn cắm vô đây cắm vô mà các bạn không báo thông thôi báo đèn là chắc chắn là cái đường sạc này có vấn đề là cái giác sạc này các bạn để các bạn kiểm tra các bạn thay giác sạc cho mình nha kiểm tra giác sạc coi cái điện áp mở ra là sao còn cách kiểm tra là bình thường các bạn cái bà cắm sạc vô á. Thứ nhất là cái điện áp ra có ở đây có năm chân. Thì các bạn thấy không? Có năm chân nữa các bạn. Ở đây năm chân các bạn, đo điện áp chân bìa nha các bạn. Chờ mà không có đèn này không báo nha các bạn. Thì các bạn cứ cắm vô, cắm vô rồi đo điện áp điện áp nó ra nha các bạn ở đây để dây gì để sửa để cho đức đi đỡ dây nhé. mình mình để mình xả cái điện ra xả ấy ra đây mày xả cái tai nghe ra nha các bạn sửa các bạn về để khỏi mà ấy là các bạn đây là cái tai dây nè dây loa nữa mà dây loa là có hai dây nha ở đây là dây loa nha các bạn đây là dây loa nè cái cộng trừ nó báo cộng trừ cộng trừ, trừ nha các bạn dây đỏ đen cho dễ rồi coi co. B qua là battery đâu bạn, pin ha. Giờ mình xả hai dây này ra cho nó nó dễ là mình dễ thao tác nha các bạn. Rồi. Đây mình đã xả hai cái dây loa ra rồi. Cho về hố loa hư nha các bạn, mình đã nói để mình nói thay luôn cái loa hư thì các bạn thay loa luôn nha cái loa này các bạn uh, mua ở cửa hàng điện máy linh kiện điện thoại di động á hoặc là cái loa của tai nghe mà có dây các bạn các bạn đổ lại nha cắt cái dây này. rồi ở đây á mình sẽ ra yeah, sau khi mình tháo cái hai dây này cho, cho, cho dễ đo thì mình cắm lại cái, cái uh, dắt sạc vô nha các bạn các bạn có thể tự sửa nhà nha các bạn uh, nhất là bạn nào khéo tay á các bạn sửa ở nhà mình giả sử nha cái trường hợp đèn này không sáng nha các bạn thì các bạn đo cái điện áp cho mình đo điện áp hai chân này các bạn chân bề á hai chân bề nè nó có ra 5 v nha các bạn ở đây mình dùng cái đồng hồ, đồng hồ số thôi nha các bạn đồng hồ số Mọi ha bạn tháng là 20 mươi Một chân các bạn chạm mát nha các bạn chạm mát rồi các bạn Đo một cái chân bên kia nha các bạn Bị chân ngồi bề á đó. đó các bạn thấy không Mình đo được nè các bạn Ra là 5,3V nha các bạn Là cái điện áp của cái nguồn cấp với cấp sạc đó các bạn Là hai chân sạc á Còn các bạn mà đo mà không thấy cái điện áp này ra là chắc chắn cái giác sạc nó bị lỗi lỗi nha các bạn Tại vì lúc đầu mình đã kiểm tra cái cáp USB rồi Hay là cái, 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 củ sạc hoặc là cái cục sạc dự phòng rồi Đây là các bạn thấy không Mình đo hai chân bìa nha các bạn Chân mát cũng được Chân mát các bạn chạm ở đây nè Tầm mát chung mà Nó đo chân nó, nó ra cái điện áp là khoảng 5.3 vô là ok nha các bạn Chắc chắn đèn led nó sáng nha các bạn Coi chưa không Và đèn led nó báo sáng nè các bạn là ok nha Là chứng tỏ cái đường sạc là ok nha các bạn Khi mà các bạn nhìn thấy cái đèn led báo báo, báo gì là ok Là mình đã loại trừ cái phần phần sạc ra nha các bạn Phần sạc là các bạn là rồi Còn phần lại còn còn lại là các bạn kiểm tra được phần pin cho mình nha Cục pin Mà trước khi kiểm tra phần pin đó Các bạn phải đo cái điện áp Điện áp cấp cho pin Điện áp sạc cho pin đó là cái điện áp khoảng 4,2V nha các bạn Chứ pin này các bạn có điện áp là 3,7V rồi 3,7V thì cái điện áp sạc cho pin đó phải lớn hơn một xíu nha các bạn khoảng 4,2V Thì các bạn nếu nhân tiện mà các bạn đo kiểm tra cái dắt sạc này các bạn các bạn Khi mà các bạn đo điện áp khoảng 5,3V 5V á thì các bạn kiểm tra luôn cái áp trên pin luôn nha các bạn Các bạn có thể xả xả một chân pin ra Hoặc là các bạn để nguyên nha các bạn mà theo mình đó thì mình nên, nên xả nó một chân đây nha các bạn coi điện áp cho nó chính xác an toàn nha các bạn nó không có ảnh hưởng gì đến đấy nha thì cái trường chi, hợp này á các bạn nếu mà có để, ấy thì các bạn không tắt nguồn cho mình nha các bạn tắt nguồn đi các bạn giật giật à, dắt cắm ra rồi các bạn à, xả một chân các bạn cái chỉ cần xả một chân cho mình đi sẽ chân cộng chân trừ vẫn được nha các bạn cái tai nghe cái bình tai nghe nè các bạn nó nó bị lỗi về phần mất nguồn á nó chiếm khoảng hơn năm phần trăm nha các bạn nó chiếm ra cái rất cao nha đa phần nó bị lỗi mất vào, nguồn vào, vào phần pin phần sạc các bạn còn cái phần mà cái tai nghe kết nối chập chờ mất kết nối á nó cũng có nhưng mà ít nha các bạn nó không nói chung không thường xuyên bằng bằng cái cái ban mà bị mất, mất nguồn nha các bạn mà mất nguồn nó chiếm hơn năm phần trăm rồi nha. mình đã xả một chân ra nha các bạn xin pin đây nha nhưng tiện đó mình kiểm tra pin luôn nha các bạn rồi các bạn cấp lại nguồn vô nha rồi các bạn đo hai cái chân chân cộng dương trừ b cộng b trừ nữa các bạn ở trên này là có sẽ có nó ký hiệu các bạn b cộng b trừ nha rồi các bạn đo luôn nha các bạn rồi nhân tiện các bạn kiểm tra phần pin cho mình luôn nha đây là các bạn tháo ra nó vẫn vẫn báo nha các bạn các bạn kia các bạn tháo pin ra cái đèn led này vẫn báo là chứng tỏ là phần sạc ok nha các bạn cái đường nguồn á nguồn đi vô á chắc sạc này nè à, là vẫn ok nha. Rồi các bạn đo điện áp cho mình nha các bạn. Cái đo điện áp cấp cho pin đó. Cái mức đó đo thì các bạn vẫn giữ ha. 20V nha các bạn. Rồi que đỏ thì các bạn chụp dương dương ha que que đen thì các bạn chụp cái chân cái chân bê trừ hôm nãy cái một chân mình tháo cũng pin ra nha các bạn rồi các bạn thấy không hay nào quay đo đến đây á Đo đến đây mà nó ra điện áp như vậy á là ok nha các bạn là tầm bốn phẩy hai bốn ba nha các bạn là điện áp sạc cái pin là ok là chứng tỏ là cái vấn đề nếu mà trường hợp mà các bạn không lên nguồn nữa là vấn đề này chỉ do pin thôi nha các bạn chứ có nguyên cái cái bo này ok nha các bạn cái phần phần sạc là ok rồi đó nào các bạn thấy không mình đã đo được 4,3 ba nha các bạn nào 4,3 ba là ok nè Nói đến đây mà là làm mình kết luận nha các bạn cái bộ mạch này cái bộ sạc này là ok cái... từ cái cái đường vào là đường dắt dắt sạc nè nếu cái phần sạc đó các bạn có điện áp nó ra là ok nha các bạn là tốt ha còn chưa mà, chưa mà mở nguồn các bạn mở nguồn á bấm nút nguồn đó các bạn à, bấm nút nguồn trên ngay nghe bluetooth mà các bạn mở nguồn không lên nữa là chỉ còn cái vấn đề cục pin thôi bằng cách kiểm kiểm tra cục pin là cách dễ nha các bạn thì các bạn cứ đo, đo cũng cũng đo điện áp trên pin thôi à. bình thường là thông thường nó ra 3,7V nha các bạn khi pin pin phun bên đầy á Rồi để mình đo cục pin này có bao nhiêu bao nhiêu volt nha các bạn. Đó. Các bạn xả một chân đây luôn nha các bạn. Không đứng không nên gãy bị đỏ trên mặt nha. Một chân cũng được rồi. Rồi các bạn thấy không? Mình đo thì giá trị là 0.72 nha các bạn. Là cục pin này hết pin này nha các bạn. Giá trị là 0.75 v là cục pin này á thì có hai nguyên nhân một là nó nó cạn pin quá nó không à, kích được pin nha mày hai là trường hợp đó, là nó bị chai pin hư pin nha các bạn này chỉ có hai trường hợp đó thôi một là pin nó yếu quá bây giờ mình là muốn mình muốn sử dụng quá là mình phải kích pin lên kích pin lên là mới đủ điện áp để mà sạc cho pin cho nó giống như y như cái cách kích pin cho điện thoại di động các bạn mình đã làm cái clip mà cách kích pin cho điện thoại di động á các bạn nó muốn xem đó, các bạn tìm hiểu thêm nha nè pin nó mở lên tám mà là nó quá yếu nha các bạn. Còn hai cái hai á là pin nó bị hư nha các bạn, pin hư pin chai á. Các bạn nhìn thấy không? Cái pin này bị phù nha các bạn, bị phù bị phồng rồi nha. Là cái pin này bị hư nha các bạn. Có các bạn bóp vô á bóp vô mà nó nó thấy không khí rất nhiều trong đây các bạn. Nó bị phù rồi nha. Là cái pin này hư rồi mình có thể thay pin khác nha các bạn, mua pin khác vô. Tại vì các bạn kiểm tra cái mặt sạc này ok nha các bạn. Là các bạn cắm vô sạc vô là các bạn cái cái thứ nhất là các bạn thấy đèn nè. Thứ nhất mình cái cái, cái các bạn kiểm tra đi phần sạc, có hai phần phần sạc phần, phần pin. Phần sạc các bạn cắm vô, các bạn báo thấy báo đèn báo. Đồng thời cái điện áp nó ra các bạn đo được là khoảng 4,2V. Tại vì đèn nó báo đèn nó báo là chắc chắn là cái cái sạc nó cắm vô rồi cái những cái mạch này nó nó đã nhận dạng rồi nhận dạng sạc rồi là đèn báo còn là có điện áp 5V ở đây rồi nha mày thì nhưng mà cái đèn áp ngõ ra ở đây các bạn đo là khoảng 4,243 phẩy ba vôn cấp nguồn cho pin thì đến đây là các bạn đã đo nó có điện áp này luôn rồi, rồi chứng tỏ cái mạch này ok còn lại nếu mà các bạn mở nguồn không lên nữa là do pin thôi thì các bạn hôm nay mình đã đo rồi các bạn cái giá trị của nó không phải mấy nha các bạn đó, rất thấp nha bây giờ để mình uh, thử kích pin coi nó là, có như thế nào nha các bạn nó có lên không nha các bạn không có thì mình uh, đi mua cục pin khác mình thay và thay nha các bạn cái pin này nó bán có bán sẵn trong các uh, cửa hàng bán linh kiện điện thoại di động á các bạn mua có thể mua được nha hoặc là các bạn trên trên mạng á mấy cái uh, trang web như uh, sendo lazada là mấy cái uh, tiki các bạn coi cửa co, hàng cái shop rồi có bán các bạn uh, thử order nha các bạn còn đây mấy cục pin này có thể mua nhật tạo cũng có nha các bạn Ở đây mình sử dụng một nguồn kích pin luôn nha các bạn Mình kích thử luôn nha Một nguồn này Một nguồn kích pin cho điện thoại luôn nha Để mình kích thử pin coi coi nó có lên không nha các bạn Để mình sẽ cắm hai dây nguồn vô nha các bạn Các bạn chỉnh cái app này cho về cho mình nha các bạn Chỉnh vào khoảng 3V thôi nha các bạn hai bông rưỡi ba vô các bạn bật từ từ lên nha ở đây mình sẽ rút dắt sạc này nha tại vì cái phần sạc này ok rồi nói ở đây nó chỉ có hai phần sạc phần sạc phần uh, sạc và phần pin thôi thì mình đã tháo phần mình chỉ tra phần sạc là ok rồi giờ mình chỉ còn phần pin mà hôm nay mình đo cái, cái phần pin của nó là không không phải bảy không phải mấy vô thôi là cái pin nó nhiều khả năng nó hư nha các bạn nó chai pin là pin hư, hư hư đó. thì giờ mình thử kích pin thôi là rút các bạn rút ra các bạn đừng nhớ nha các bạn nhớ không được tuyệt đối các bạn xả một chân ra cho mình nha các bạn pin là các bạn nếu không kích pin đó các bạn xả một chân đây nha hoặc là các bạn xả tốt nhất là các bạn xả hai chân cũng được rồi tí nữa các bạn hàng vô ở đây mình xả hai chân luôn nha Chứ các bạn đừng có để trên pin nha các bạn Đừng có để nguyên trên mạch nha các bạn Cái này xả cũng nhanh nhiều, các bạn dùng mỏ hàng á Các bạn xi một chút xíu là ok nha các bạn, lấy ra rất nhanh Không cần phải làm gì nhiều Không, Mình lấy ra rồi nha các bạn Nhớ đừng để lem chì nha các bạn, tí nữa mình hàng lại cho dễ nha Rồi còn đây là cục pin nè các bạn tách ra cũng được tốt nhất các bạn cũng nên tách ra thì nó hai kẹp nha các bạn cái kẹp, này các bạn phần quay đỏ kẹp cá sấu các bạn kẹp vô chân chân dương nha các bạn phần đe phần dây âm thì các bạn kẹp vào chân âm nha các bạn đó, các bạn thấy, thấy kim nó nhích lên đúng không ạ kim nhích lên xíu nha các bạn là kim kim nó nhích rồi kiếm dao động nè rồi các bạn chỉnh cái điện áp nhỏ nhỏ nhất nha các bạn rồi các bạn vặn lên bạn từ từ lên cái này okay, cách pin nha các bạn rồi các bạn thấy không cái kim nó nhích lên không kim vòng quá nó nhích lên nó nhích lên nó nhích lên vậy là hư rồi pin hư rồi nha các bạn cục pin này hư rồi nha các bạn đo không nó kim nó không dòng nó không lên nữa mà cái đầu điện áp á cái điện áp trên pin á nó có chỉ có không phải mấy vô thôi không phải tám vô thôi là cái cái, cực pin này chứng tỏ là kích không được nữa nha các bạn mà các bạn có bóp vô sợ vô bị phòng nha các bạn pin này bị phòng nè là kích pin vô không được nha các bạn dòng nó không lên nữa nha dòng không lên mà cái điện áp á, nó hôm nay mình đo là không không phải tám thôi là cục pin chứng tỏ là cục pin này hư rồi nha các bạn là các bạn bỏ đi nha rồi các bạn mua cục pin mới các bạn về thay nha các bạn ở đây uh, ký hiệu này cũng dễ nha các bạn đây các bạn nhìn thấy không nhìn rõ nha các bạn ở đây chỉ có chân bơ cộng bơ trừ nha các bạn bơ cộng á bơ cộng nè hai cái này nút nào nút volume nha các bạn tăng giảm âm lượng ha còn cái nút mở nguồn đây nè mày. Đây là nút mở này muốn nguồn on off nha mày. Có đem micro của nó nha mày. Còn cái này IC tôi phát Bluetooth nha mày. Các bạn thấy cứ B cộng B trừ nè, có 2 hai dây cộng trừ nè các bạn, hai dây cộng trừ lại hai dây loa nè các bạn. Cái dây loa này nha. À, các trường hợp mà các bạn thay loa thì các bạn cũng có ví dụ loa các bạn bị rè quá hoặc là bị nó bị tạp âm nhiều quá thì các bạn hư loa các bạn cứ thay loa cho mình nha. có đây mình nói về hai cục pin nè, bơ cộng bơ trừ là bơ cộng là battery các bạn, là pin đó, chân dương chân âm. Thì các bạn mua nếu mà trường hợp cục pin hư, cái trường hợp pin hư là rất nhiều nha các bạn. đa phần là pin hư nhiều rất nhiều nha. Tại vì sợ thời, 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 thời gian lâu quá, rồi các bạn nạp sạc, nạp xả, à, cái, tại vì mỗi cái cục pin nó có một cái deadline nha các bạn, cái thời gian, cái số lần nạp xả các bạn, nó cho phép nha sử dụng nhiều quá thì nó cũng hư cũng chai bình thường như pin điện thoại bình thường nha các bạn thì bạn mua về các bạn thay rồi các bạn hàng đúng chân nha chân đỏ chân dương á à, chân ba cộng á, thì hàng vào dây dưa dây, dây đỏ nha các bạn còn chân ba trừ hàng vào dây âm ha thì cũng pin này nó bán có bán sẵn ở ngoài thị trường nha các bạn đây là cái sửa cái mình sẽ nói một cái cái cách sửa cho các bạn biết nha còn cái đối với cái những cái cục sạc iPod nữa mày. Cái hộp sạc của uh, iPod của Apple của hãng Apple thì cái cái, cái cái cách kiểm tra tương tự nhau mày. Cái 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 nè. Nó ở đây nó cũng có cái, một là cái cổng uh, bên Apple uh, thì nó có cổng lightning nha các bạn. Lên thì các bạn cắm vô, các bạn kiểm tra cái chân 4 chân 8 cho mình nha. Cái chờ. Ở đây có dắt xa dắt, dắt, dắt uh, cổng Lightning đó thì các bạn kiểm tra chân 4 chân 8 cho mình là cái điện áp V cộng V cộng là khoảng 4, 3, khoảng 3 có 5V nha các bạn, 5V DC Thì cái, các bạn có mở cái hộp sạc ra các bạn tháo hai cái ấy ra rồi, rồi các bạn tách nha các bạn, lấy cái dao các bạn nạy nè, có ở đây có có mấy đường rảnh nè các bạn. ở à, bạn nạy vô. Nhưng mà nhiều khi đó, các bạn không thích sửa thì ở ngoài bên ngoài nó sẽ có bán cái hộp sạc riêng nha các bạn. Hộp sạc rồi đó, thì các bạn cũng có thể mua và thay thế nha các bạn. cái cách kiểm tra tương tự các bạn cái hộp sạc giống như tương tự như cái này thôi nha các bạn cái tai nghe thôi thì các bạn cắm vô cắm dắt sạc cho dù các bạn tháo ra thì yêu cầu là cái đèn đèn led trong trong cái đèn trong cái này nó sẽ báo nó sẽ sáng nha các bạn là ok nha các bạn còn cái trường hợp mà nó sạc không được so với cái kia để mình tính sau nha các bạn các bạn cắm vô đây á như đây đó các bạn Rồi. cái đèn led nó phải phải báo nha các bạn là cái đèn led bên trong bên trong cái này nè nó hơi báo nó chấp chấp chớp tắt chấp tắt á là nó ok nha bạn trường hợp cái hộp sạc nó ok rồi mà cái nguồn nó không vô vô cái tai nghe này các bạn tai nghe bluetooth là bên trong nó cũng có cái một cái pin nha các bạn tai nghe tai nghe như cái tai nghe mà không dây á tai nghe có, có dây mà bị, bị bị cắt mất cái dây các bạn thì các bạn à cũng uh, kiểm tra y hạch vậy thả vô. Tại vì bên trong nó có 500 hôm nay mình đã nói rồi, năm nó trăm nó sẽ hít hít vô các bạn. Nếu mà trường hợp mà nó lấy các bạn, các bạn lắc thử lắc thử coi. Tại vì nó có cái, mấy cái khắc uh, tiếp sứ tiếp, tiếp điện ở dưới phía dưới chia cái tai nghe nè các bạn. Thì các bạn coi coi nó có bị dơ, bị hỏi không bạn. Thì các bạn người sinh xin lại nha. Các bạn thả xuống một cái là mấy cái chân nè bạn. Bên trong cái cục sạc này nè, với cái hộp sạc này nè nó sẽ hít hít, hít hít vô nhau các bạn nó tự tìm đến rồi cái, cái, chân tiếp xúc nó hít rồi nó hít dính rồi nó không di chuyển không ấy được rồi được nha các bạn là ok ha rồi video của mình đến đây kết thúc nha các bạn hướng dẫn các bạn sửa cái cách nhận biết là cách nó, cái hướng mà các bạn để đo kiểm tra cái hiện tượng mà cái tai nghe bluetooth bị mất nguồn nha các bạn đây nè tai nghe bluetooth bị mất nguồn ở trong video tối có mình để mình có đưa ấy thì mình uh, có thời gian mình sẽ hướng dẫn các bạn thay giác cái, 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 cái sạc này nha cái giác sạc này trường hợp này nè giác sạc mà trường hợp, hợp mà các bạn cắm vô nó bị lỏng các bạn nó lỏng nó không có, có khích như vậy á hoặc là các bạn cắm vô nó bị bị uh, gãy chân sạc này các bạn không có câu di động là các bạn cắm vô á mà nó cái này tuột vào trong luôn các bạn cái chân nè tuột vào trong á là các bạn bắt buộc là các bạn phải thay giác sạc cho mình nha rồi đó mình uh, tranh thủ mình ra cái video mà sửa giác sạc này nha các bạn, các bạn. Nghe, sau tay nghe youtube này nha rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn? các bạn cứ đỡ lại comment nha dưới video nha mình sẽ sắp bật hỗ trợ các bạn nha hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha chào các bạn